Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với kênh YouTube của Tâm. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị khách hàng, các nhà đầu tư và các bạn theo dõi kênh một cái lô đất thuộc dự án Samco, một dự án rất là lâu rồi, cũng phải tầm mười mấy năm rồi anh chị, ở tại huyện Nhân Trạch. Và nó vị trí đặc biệt của nó nằm ngay trung tâm huyện Nhân Trạch, ở ngay cái khu vực mà anh chị thấy cái bùng binh hình cái nón úp đấy anh chị. Và ở khu vực này thì cơ bản thì tiện ích thì nó cũng chỉ là cơ bản và những cái tiện ích nhỏ thôi anh chị. Tuy nhiên là những cái tiện ích lớn như là các cơ quan hành chính của huyện Nhân Trạch thì nó đều tập trung tại đây. Các hệ thống ngân hàng, công an, bệnh viện, trường học, các cấp, tất cả đều nằm khu vực này anh chị. Và cái vị trí của khu vực này là ở bên một bên cái tuyến đường 25B, tuyến đường Tôn Đức Thắng. Và ngay ngã tư vòng xoay với đường Nguyễn Hữu Cảnh. Cái lô đất này là một lô góc có diện tích 228m2 anh chị. Tâm mở map để cho anh chị nhìn cái hình dung được cái khu trung tâm. Đây anh chị này, ngay trung tâm. Thì đối với lô đất này thì cơ bản là nếu xét về các cái yếu tố về đầu tư ấy, thì nó cũng như các cái vị trí của Hút Xây Dựng Hà Nội, nếu mà được kể về cái tốc độ tiềm năng tăng giá anh chị. Thậm chí là nó có kém hơn anh chị. Tuy nhiên là về những cái giá trị thật, những cái giá trị sử dụng ngay thì nó lại vượt trội. Và trong tương lai ấy, nó sẽ trở thành một cái khu vực bất động sản mà có thể coi là khu nhà giàu của Nhân Trạch được anh chị. Ví dụ như là nhà giàu Nhân Trạch mà anh chị mang tính nghỉ dưỡng cuối tuần hay là không gian nó thoải mái, sạch sẽ thì anh chị có thể lên Swan Bay hay là các cái khu biệt thự của Swan Park. Còn nếu mà anh chị muốn một cái khu biệt thự mà nó gọi là nó đẳng cấp mà nằm ngay cái vùng trung tâm của hành chính luôn, trung tâm huyện luôn, thì anh chị có thể chọn khu vực này. Cái diện tích của cái lô đất này là nằm vị trí ngay cái lô góc này anh chị này, 228m2. Anh chị có thể nhìn thấy cái bản đồ quy hoạch của nó. Vị trí này thì anh chị hoàn toàn có khả năng là kinh doanh, bởi vì sau này những cái khu vực phía trên mà nó đang để trống quy hoạch chờ đấy anh chị thì nó sẽ làm dự án luôn. Và ngay bên cạnh khu vực này này anh chị này, đây, đó là cái dự án sắp triển khai, cũng quy mô rất là lớn. Còn đây là hình ảnh thực tế của cái lô đất này nha anh chị. Nó nằm ở vị trí ngay hai cái tòa chung cư mà đang bỏ trống ở ngay trung tâm huyện Nhân Trạch. Và khu vực này Tâm cũng chia sẻ với anh chị là đất của Samco là đất mang sổ công ty. Và anh chị khi mua là anh chị sẽ làm một cái hợp đồng chuyển nhượng từ chủ đầu tư. Anh chị sẽ nhận được cái văn bản chứng nhận của chủ đầu tư cộng với cái sổ của chủ đầu tư. Anh chị sẽ cầm hai cái đó. Và cơ bản thì anh chị sẽ coi như là sở hữu được sổ rồi. Nhưng mà anh chị phải xây nhà theo cái quy cách. Bởi vì đây cũng là một cái dự án 1/500. Một dự án bàn cờ chuẩn. Nó lại nằm ngay trung tâm thì anh chị chắc chắn là anh chị phải xây đúng chuẩn thì anh chị mới hoàn công được và ra sổ. Tất nhiên mẫu má thì chúng ta sẽ linh động anh chị, mẫu má thì thoải mái, nhưng mà anh chị sẽ phải xây dựng theo cái mẫu khu vực này. Và đặc biệt là anh chị đối với cái loại sổ này thì anh chị sẽ không vay được ngân hàng. Đó là một cái yếu tố anh chị phải chú ý. Và giá bán của nó thì rất là mềm anh chị, chỉ có 23 triệu một mét vuông thôi cho cái lô góc 228m2 ở ngay khu vực trung tâm huyện Nhân Trạch. Đất phun thổ đấy anh chị. Thế là tính ra tổng giá thì nó cũng chỉ khoảng hơn 5 tỷ thôi anh chị. Đây là một cái giá tâm lý ở trong giai đoạn này thì nó cũng khá là hời đấy anh chị. Xung quanh cái vị trí này thì còn một số vị trí lô thường và lô góc đang rao bán thì giá nó cũng chỉ quanh quanh như vậy thôi anh chị. Và khu vực này thực sự là nó không có nhiều diện tích đất ở mà có sẵn, chủ yếu là đất quy hoạch để làm dự án sắp tới nó triển khai, và đất màu cam anh chị, đất thương mại dịch vụ và cơ quan trụ sở nhà nước, trụ sở hành chính thôi. Nên anh chị nào mà sở hữu được khu vực này thì sau này là coi như là sở hữu cái loại hàng hiếm và hàng không mấy ai được sở hữu anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy là cái không gian ở khu vực này thì nói chung là nó rất là thoáng, và nó đặc biệt là vị trí là rất thuận tiện giao thông, và nó trung tâm, sau này anh chị chỉ cần đi bộ ra vài bước là anh chị đã tới cái tiện ích rồi. Nhưng mà yếu điểm thì hiện tại anh chị như Tâm nói là ngoài cái sổ công ty anh chị không vay được này,
Thứ hai là anh chị phải xây nhà đúng chuẩn thì nó mới hoàn công vào sổ này, anh chị mới ra tên sổ của cho tên anh chị, tên cá nhân. Và đặc biệt là khu vực này hiện tại thì mặc dù bên ngoài thì có những cái tiện ích lớn nhưng mà tiện ích nhỏ thì anh chị phải chạy lên, ví dụ siêu thị Go, anh chị chạy lên ngã tư Tín Nghĩa với 319 đâu đó, nó khoảng cách khoảng tầm 5 6 km, khoảng 5 km. Và xung quanh khu vực này thì nhà thực sự là xây cũng chưa nhiều bởi vì nó là hình thức xây nhà đúng chuẩn, và anh chị về thì anh chị cũng nó hơi hơi vắng một tí nhưng mà sau này thì nó sẽ rất là đẹp. Và nhiều cái nhà đang bỏ dở cái móng ở khu vực Samco này thì rất là nhiều. Tâm đã đến đây từ năm 2014 và cho đến bây giờ thì cái quang cảnh của khu vực này thì nó vẫn như vậy anh chị, nó không thay đổi nhiều, chỉ có một số căn nhà hoàn thiện thôi. Cảm ơn anh chị theo dõi, nếu anh chị có nhu cầu ký gửi bất động sản Nhân Trạch và khu vực này thì anh chị cứ inbox cho Tâm theo số điện thoại 0901 385 928. Cảm ơn anh chị.